Dạ vâng ạ, tưởng cô đẹp Phúc Tuấn bên em xin kính chào tất cả các quý anh chị đã quay trở lại với video giới thiệu tác phẩm ngày hôm nay của bên em anh chị nhé. Và trong video ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu tới quý anh chị nhà mình ba tác phẩm Cá Chép Hóa Rồng. Và với ba tác phẩm này thì được bên em hoàn thiện chế tác trên ba dòng chất liệu gỗ khác nhau. Đó là gỗ sụn hương này, gỗ bách xanh và gỗ xá xị ạ. Và với mỗi anh chị nhà mình thì có một cái không gian nội thất khác nhau. Ví dụ như nhà chúng ta có những cái bộ ghế, bộ bàn ghế khác nhau ạ. Thì hôm nay thì em sẽ giới thiệu tới anh chị nhà mình ba mẫu cá chép hóa rồng để cho anh chị nhà mình tham khảo. Nếu mà các bác thấy phù hợp với tác phẩm nào thì có thể là ủng hộ bên Tượng Cô Đẹp Phúc Tấn bên em. Anh chị nhà mình ưng ý tác phẩm nào thì hãy liên hệ trực tiếp với cả số điện thoại Zalo của bên em, đó là 0389889968. Thì bên em sẽ có nhân viên tư vấn cụ thể với anh chị về những hình ảnh mà những tác phẩm mà anh chị đang tham khảo ạ. Và sau đây thì em sẽ quay máy đến từng tác phẩm một để giới thiệu tới anh chị nhà mình chi tiết từng những cái đường nét đục tỉa cũng như là chất liệu gỗ khác nhau anh chị nhé. Dạ vâng ạ, và với tác phẩm Cá Chép Hóa Rồng đầu tiên thì bên em chế tác trên chất liệu là gỗ bách xanh ạ. Và anh chị đã biết thì gỗ bách xanh thì là cũng một trong những cái dòng gỗ thơm anh chị nhé, có một cái mùi thơm rất là dễ chịu. Và với tác phẩm này của bên em thì có chiều cao là 60 ạ, chiều ngang là 40 và chiều sâu là 11 anh chị nhé. Kích thước bao gồm cả kỷ ạ. Và bên em đã tặng kèm anh chị nhà mình một chiếc kỷ cao là 9 phân ạ. Em sẽ đi lại gần để cho anh chị nhà mình có thể thưởng lãm từng những cái đường nét đục tỉa của bên em này. Đấy, cá chép thì thể hiện cho cái sự thăng tiến trong công danh và tài lộc ạ. Và thể hiện cho cái tính kiên trì bền chí đây anh chị nhá, vượt qua mọi khó khăn để tiến tới thành công này. Và với một cái phôi gỗ bách xanh rất là đẹp ạ. Và cực kỳ là già gỗ anh chị nhá. Với tác phẩm này thì bên em cũng đã BU cho anh chị nhà mình rồi. Đấy, anh chị cùng nhìn ngắm diện mặt. Đấy là một chú cá chép này. Đầu thì đã hóa rồng. Và thân thì vẫn là thân mình cá chép anh chị nhá. Diện mặt rồng thì bên em đục tỉa rất là chi tiết này. Đấy, từ ánh mắt này hay là đến những cái phần mũi đấy ạ. Trán thì đều được các bác thợ là di sần hoàn toàn luôn. Đục tỉa cực kỳ là kênh bông và sắc nét anh chị nhá. Hay là đến những cái phần sừng đấy ạ. Sừng cũng được là di sần này. Đấy ạ. Và làm những cái vầng mây rất là mềm mại chị nhá. Phía xa xa thì còn làm chế tác thêm cả một cái mặt nguyệt này và những cái vầng mây gió đấy ạ. Mình thì vẫn là mình cá chép đây anh chị ơi, những cái đường chặt tỉa vẩy cá chép thì đều được là chặt tỉa vẩy kép anh chị nhá. Và đều tăm tắp luôn các bác thấy không ạ? Đục tỉa hoàn toàn thủ công bằng tay nhưng mà rất là đều anh chị nhá. Dáng thế thì cực kỳ là thoát dáng này. Và phía dưới thì còn có cả những cái chú cá chép con đấy ạ. Và những cái vầng sóng nước này. Phôi gỗ này của em thì rất là già anh chị nhá. Anh chị nhìn này, những cái đường vân gỗ này cực kỳ là già gỗ luôn. Và với anh chị nào mà sở hữu tác phẩm này thì bên em đã tặng kèm anh chị nhà mình một chiếc kỷ cao là 10 phân rồi ạ. Đây là mặt sau của tác phẩm đây anh chị ơi. Một phôi gỗ rất là đẹp, một phôi gỗ rất là liền lạc anh chị nhá. Và tiếp theo thì em sẽ sang với mã số 2 để giới thiệu tới anh chị nhà mình ạ. Dạ vâng, mã số 2 trong ngày hôm nay thì là một tác phẩm cá chép hóa rồng được bên em chế tác trên chất liệu đó là gỗ chun sụn hương anh chị nhé. Với chiều cao kích thước của tác phẩm là cao 80, chiều ngang là 45 và chiều sâu là 19 ạ. Và bên em cũng tặng kèm các bác sở hữu tác phẩm này một chiếc kỷ cao là 9 phân rồi ạ. Và với cái dòng gỗ sụn chun sụn hương các bác biết rồi, nhất nu nhì sụn đúng không ạ? Đấy, một cái trong những cái dòng gỗ cũng được các anh chị nhà mình tìm kiếm rất là nhiều. Đấy các bác nhìn đấy ạ, một chú cá chép thì đầu thì đã hóa rồng rồi anh chị nhá. Đấy, những cái tác phẩm chế tác rồng, diện rồng của bên em thì rất là chi tiết này. Diện mặt thì đều được di sần đấy ạ. Hay làm những cái phần sừng đây anh chị nhá. Những cái phần sừng rất là sắc nhọn này. Và được đánh sần hoàn toàn luôn ạ. Diện mặt thì rất là đẹp anh chị ơi. Đấy, từng những cái đường nét chặt tỉa vẩy này đều là vảy kép chị nhá. Dáng thế thì quá là tuyệt vời rồi ạ, rất là thoát dáng luôn. Hay những cái chú cá chép con cũng vậy này. Đấy, chặt tỉa vảy rất là chi tiết anh chị nhá và rất là đều. Phía dưới này thì bên em còn chế tác thêm là một quả ngọc này. Đấy, với những cái đường chun sụn gỗ đây ạ. Cái dòng sụn hương thì chỉ xếp sau là lưu hương thôi chị nhá. Xếp sau lưu hương thôi, còn cũng rất là giá trị luôn. Em sẽ quay mặt sau của tác phẩm để cho anh chị nhà mình có thể nhìn ngắm từ mặt trước đến mặt sau của tác phẩm đấy ạ. Đấy, các bác nhìn mặt sau của tác phẩm thì sẽ thấy rõ những cái đường chun sụn gỗ này.
Đấy, một tác phẩm, một cái phôi gỗ này của em rất là già, rất là già, mặt sau thì liền nào các chị nhá. Đây ạ, những cái đường chun chớp này. Đấy, những cái đường chun chớp, những cái đường sụn gỗ đây ạ. Quá là tuyệt vời luôn anh chị ơi. Anh chị theo dõi video ngày hôm nay, nếu mà ưng tác phẩm này thì hãy comment cho em là mã số 02 chị nhá. Mã số 02, tác phẩm cá chép hóa rồng, chế tác trên chất liệu là gỗ chun sụn hương ạ. Và tiếp theo thì em sẽ xin giới thiệu tới anh chị nhà mình mã số 03 ạ. Và anh chị đang theo dõi mã số 03 trong buổi video ngày hôm nay. Đó là một tác phẩm cá chép hóa rồng bên em chế tác trên chất liệu đó là gỗ xá xị anh chị nhá. Gỗ xá xị thì cũng có một cái mùi thơm rất là đặc trưng của gỗ ạ. Và với tác phẩm này của em thì có chiều cao kích thước là 79, chiều ngang là 44 và chiều sâu là 23. Đấy ạ. Tác phẩm này thì bên em chế tác là ba chú cá chép này. Đấy, một chú thì đã đầu đã hóa rồng rồi anh chị nhá. Một chú đầu đã hóa rồng này. Và bên này thì bên em còn chế tác thêm là một cái cổng vũ môn quan đấy ạ. Đấy. Một tác phẩm được chế tác rất là kỳ công anh chị nhá. Có câu ca dao là cá chép vượt thác mới hóa rồng đúng không ạ? Người vượt nghịch cảnh mới thành công. Đấy ạ. Muốn thành công thì phải trải qua rất là nhiều những cái thử thách anh chị nhá. Rất là nhiều những cái thử thách này. Đấy, như là cá chép phải vượt qua được vũ môn quan thì mới hóa thành rồng. Đấy, một tác phẩm thể hiện cái ý chí rất là kiên trì và kiên trì thì sẽ dẫn đến thành công phải không anh chị ơi? Đây ạ, phía dưới thì bên em còn chế tác là những cái sóng nước này. Dáng thế của từng chú cá chép thì rất là thoát dáng luôn anh chị nhá. À, đặc biệt là gỗ xá xị thì có một cái màu vàng óng rất là tuyệt vời và có mùi thơm cực kỳ là đặc trưng của gỗ luôn ạ. Phôi gỗ này của em thì rất là nặng gỗ chị nhá. Đấy ạ, chiều cao kích thước đó là cao là 79, ngang 44 và chiều sâu là 23 và được bên em chế tác hoàn toàn là thủ công bằng tay, chế tác tứ diện rất là đẹp này. Mặt sau thì còn chế tác thêm cả những cái phần mây gió này. Đấy, hay là những cái vạt sóng nước đây ạ. Các bác thấy sóng nước uốn lượn rất là mềm mại luôn. Đấy, tạo lên một tác phẩm không chỉ đẹp về mặt trước mà còn đẹp cả mặt sau luôn anh chị nhá. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu tới anh chị nhà mình ba tác phẩm cá chép hóa rồng với ba chất liệu gỗ khác nhau. Các anh chị nhà mình theo dõi video nếu thấy ưng ý tác phẩm nào thì hãy liên hệ trực tiếp với cả tượng gỗ đẹp Phúc Tấn bên em qua số điện thoại Zalo đó là 0389 889968 thì bên em sẽ có nhân viên tư vấn cụ thể hình ảnh và kích thước của từng tác phẩm một ạ. Và em cũng xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video ngày hôm nay của bên em. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo ạ.